Tôi thích mức cô gái. Can you write? Nói, you also speak. Bạn nói đi, nói nữa đi. Tôi có một nhóm học và tôi thích một cô gái. Cô ấy đẹp, thông minh, thân thiện, nhom bóng. Tôi sợ khi bắt chuyện với cô ấy 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 tôi nói hết hết Nhắn tin suốt đêm, suốt đêm. suốt đêm. Hôn nhau, hôn nhau, hôn nhau. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ kể về câu chuyện tình yêu của tôi. Today I'm going to tell you a very small love story about me. Tôi có một nhóm học. Tôi thích một cô gái. Bye bye. Thông minh, thân thiện, nồng bọng. Run. Tôi sợ khi bắt chuyện với cô ấy. Một ngày tôi chỉ đang nói chuyện khi tôi say. Nói rồi. Và tôi nói hết những cảm xúc của mình. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Sau đó chúng tôi đi dạo. Đi ăn. Nhắn tin. Số đêm nữa hả? Hỏi nhau. Hỏi nhau. Oh no. Seconds later. Much, much later. 3 days later. Cãi nhau xích mích. Mất niềm tin. Chia tay. Đau tim. Bạn. Mọi người mỏi hơn. Sau đó. Tôi chưa lại học. Chuyện tình yêu của tôi. Oh,
Oh, thank you to see. Please subscribe my channel and like my video if you like. Please, thank you. I'm learning and.